Tại Trà Vinh, bán con lấy 18 triệu đồng, cặp vợ chồng hờ lãnh 23 năm tù về tội mua bán người. Chưa bột nóng trên mặt báo với góc nhìn đáng quan tâm về vụ việc cấp bằng lái xe ô tô cho người không biết chữ ở Kon Tum. Nông dân trồng mía tại Phú Yên được mùa được giá. Truyền thống đốt lửa cho khỉ sưởi ấm hơn 60 năm qua tại Nhật Bản. Chào mừng quý vị đến với 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu là cụm tin nóng với những thông tin về tình hình an ninh trật tự xảy ra trong 24 giờ qua. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết đã lập biên bản xử phạt tài xế chạy tốc độ 210 km một giờ về hai hành vi chạy ô tô quá tốc độ quy định và giấy phép lái xe hết hạn. Theo đó, tài xế lái xe ô tô được xác định là NHRB, 37 tuổi, bị xử phạt 22 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định trên 35 km một giờ và giấy phép lái xe hết hạn trên 3 tháng. Trước đó, tối ngày 31 tháng 12 năm 2023, nam tài xế lái ô tô tốc độ nhanh trên cao tốc hướng từ Mỹ Thuận, Cần Thơ. Người bạn ngồi bên cạnh dùng điện thoại quay rồi đăng lên mạng xã hội. Có lúc tốc độ xe lên đến 210 km một giờ, khi ở km 128 cộng 300 địa phận thành phố Vĩnh Long, trong khi vận tốc cao nhất của tuyến đường này không được quá 90 km một giờ. Làm việc với công an, tài xế B đã thừa nhận hành vi vi phạm và cho hay xe mới mua nên muốn thử tốc độ và quay video để khoe với bạn bè. Thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Mai Sơn triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ đá gà bằng tiền tại huyện Mai Sơn. 7 đối tượng bị bắt quả tang bao gồm Nguyễn Duy Hưng, Trần Xuân Kim, Lê Thế Hoàng, Lê Ngọc Sơn, Bùi Văn Ba, Đào Hữu Bảy, Bùi Văn Bắc. Tại hiện trường, công an thu giữ các tang vật gồm 2 con gà chọi, 1 cân bàn, 1 tấm chắn để chọi gà cùng nhiều điện thoại di động khác. Ngoài ra, một số đối tượng liên quan đến việc cá cược xem đá gà khác cũng được mời đến cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên đã sử dụng điện thoại di động để sắp xếp, ghi chú tính toán các kèo cá cược, số tiền thắng thu được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua Internet Banking với tổng số tiền trên 200 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi xác nhận đơn vị và người dân vừa phát hiện thu giữ khoảng 288 bao có chứa chất rắn màu trắng, chứa gần 300 kg nghi là chất cấm trôi dạt vào bờ biển. Trước việc liên tục phát hiện chất cấm và vật nghi là chất cấm trôi dạt vào bờ biển, đồn biên phòng Bình Hải đã phát động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường lực lượng tuần tra, canh giữ nhằm phát hiện thu gom triệt để, không để các vật thể này rơi vào tay những đối tượng mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất cấm. Trước đó khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2024, trong lúc đi dọc theo bờ biển, ông Võ Văn Tèo, 46 tuổi, phát hiện một túi bạc bên trong có 3 gói đồ bọc bằng ni lông chứa chất rắn màu trắng, trọng lượng mỗi gói khoảng 1 kg. Nghi ngờ các đồ vật trên là chất cấm, ông Tèo mang đến trình báo và giao nộp cho đồn biên phòng Bình Hải. Sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng Bình Hải đề nghị Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi trưng cầu giám định. Kết quả, các vật này là chất cấm. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Trà Vinh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thạch Thị Kim Nhung, 22 tuổi, 10 năm tù và Nguyễn Vũ Hoàng Tuấn, 19 tuổi, 13 năm tù cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Riêng Nguyễn Hữu Dương, 22 tuổi, đang bị một căn bệnh dẫn đến mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, cần phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Trước đó, khoảng tháng 11 năm 2022, do cần tiền trang trải cuộc sống và lo cho các con nhỏ, Nhung và Tuấn sống chung như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, bàn bạc thống nhất liên lạc các gia đình hiếm muộn có điều kiện kinh tế, có nhu cầu dựng nuôi trẻ để chuyển giao đứa con gái thứ tư của hai bị cáo là bé N, 2 tuổi, để nhận lại một khoản tiền. Sau đó, cả hai tham gia một nhóm trên mạng xã hội, đăng thông tin và tương tác trực tuyến với Nguyễn Hữu Dương ở tỉnh Hà Tĩnh. Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 4 tháng 12 năm 2022, tại tỉnh Trà Vinh, Nhung và Tuấn giao bé N cho Dương và nhận số tiền 18 triệu đồng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Trà Vinh đã khẩn trương vào cuộc điều tra, phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ Dương, đồng thời mời Nhung và Tuấn đến cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. Chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay chia sẻ một sự việc khó tin, đó chính là vụ việc Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum vừa phát hiện một sự thật của nguyên đơn trong một vụ án. Sự thật đó chính là người này không biết chữ nhưng lại có bằng lái xe ô tô hạng B2 do trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp. Mù chữ vẫn được cấp bằng lái xe ô tô, chuyện thật như đùa thưa quý vị. Theo thông tin từ báo chí, Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế về việc phối hợp làm việc liên quan đến nghi vấn một người không biết chữ nhưng lại được Trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ lái xe ô tô hạng B2. Theo văn bản của Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum, ông Trần Văn N, sinh năm 1973, trú thành phố Kon Tum, là nguyên đơn của một vụ án dân sự được Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum thụ lý. Quá trình giải quyết vụ án, ông Trần Văn N trình bày rằng mình không biết chữ. Tuy nhiên, quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ của Tòa án Nhân dân thành phố Kon Tum thể hiện ông N được Trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp chứng chỉ sơ cấp, hoàn thành chương trình đào tạo lái xe ô tô hạng B2, số hiệu 31399, số vào sổ cấp chứng chỉ 463/17. Nếu kết quả xác minh giữa các bên cho thấy ông N không biết chữ là thật và giấy phép lái xe của ông do Trường Cao đẳng Giao thông Huế cấp cũng là thật, thì đây sẽ là một chuyện thật như đùa và chưa có tiền lệ. Bởi theo quy định thì người học lái xe ô tô hạng B2 phải biết đọc, biết viết tiếng Việt, và một người mù chữ thì tất nhiên không thể nào vượt qua được kỳ sát hạch về lý thuyết, đúng không ạ? Đúng như vậy anh Đào Duy. Còn nhớ hồi đầu năm 2023, dư luận cũng một phen ngã ngửa với một chuyện mù chữ khác khi cơ quan chức năng phát hiện giám đốc trung tâm đăng kiểm 5017D tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chỉ học đến lớp 3 và không biết chữ. Tuy vậy, việc một người không biết chữ làm giám đốc thì chưa gây chết ai và cũng không dự bị nguy cơ gây chết người. Nhưng một người mù chữ thì đồng nghĩa với việc mù hoặc lơ mơ về luật giao thông mà lại được phép lái ô tô tham gia giao thông thì nguy cơ gây họa cho mình, cho người đi đường luôn thường trực. Và lúc này không chỉ công tác đào tạo lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng Giao thông Huế phải được cơ quan chức năng thanh kiểm tra toàn diện, mà trách nhiệm của 5 sát hạch viên trường này có tên trong biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe ô tô ngày 28 tháng 2 năm 2017 đối với ông Trần Văn N cũng phải được làm rõ. Không phải tự nhiên mà thi sát hạch lái xe ô tô ngày càng khó và càng nhiều nội dung, thậm chí là dài về mặt thời gian. Và thời gian vừa qua, mặc dù đã có rất nhiều ý kiến đề xuất bỏ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô đang rất khó khiến cho nhiều người bỏ cuộc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Đường bộ cho biết sẽ tiếp tục giữ phần thi mô phỏng trong sát hạch lái xe ô tô và chỉ kiểm tra để sửa đổi về việc giảm độ khó. Trong rất nhiều các loại bằng cấp mà mỗi một con người phải có để lận lưng, thì giấy phép lái xe ô tô là một trong những tấm bằng đòi hỏi chủ nhân phải học thật, thi thật và thi đậu thật. Dạ đúng ạ. Vì sao tấm bằng này là việc liên quan đến mạng sống của rất rất nhiều người, nên học giả, thi giả, cấp bằng lái xe ô tô giả với bất kỳ hình thức nào cũng là đồng nghĩa với việc gián tiếp tiếp tay cho tội ác. Vâng ạ. Và thưa quý vị, đến đây thì cho phép chúng tôi xin khép lại nội dung này của chuyên mục Nóng trên mặt báo. Tiếp tục chuyển động với chương trình ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, thời gian gần đây, triều cường kết hợp với sóng lớn đã làm cho đoạn bờ biển dài khoảng 2.000 mét tại khu vực Hòn Cốc thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở nghiêm trọng. Sạt lở ăn sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều đất rừng, đe dọa đường giao thông khu vực đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quốc, bộ đội biên phòng Quảng Ngãi và hành lang an toàn của một số công trình thuộc nhà máy lọc dầu Dung Quốc. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Theo người dân địa phương, tình trạng triều cường sóng lớn dâng cao gây sạt lở bờ biển tại khu vực này đã xuất hiện trong mùa mưa bão nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong tháng 11, tháng 12 năm 2023 đã xuất hiện nhiều đợt sóng lớn hơn so với những năm trước, nên tình trạng sạt lở bờ biển trở nên nghiêm trọng hơn. 4 năm nay là tay nó dục dịch không nổi luôn. Nếu mà không có sự kỳ giải là nó dục hết vô tới đất đê của người ta nữa, qua màu của người ta nữa. Thì nó khó lắm. Thì bây giờ làm khô khó đường sạt lở, đường để kè lại chứ. Mỗi lần mà tới mùa động là nó phải lái vô hơi mấy, tiếng bò mấy, đất.
hồi trước là nó nằm ngoài cái mực đó, bây giờ nó vô đây là có nằm 6 mét được, 7 mét được. Nên cái một lần mùa động là nó phải lấy dù miết, giật dù. Triều cường vẫn đang uy hiếp khu vực bờ biển này. Mỗi khi biển động, nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị cuốn ra biển. Dọc theo bờ biển Hòn Cốc, nhiều diện tích đất đã bị sóng khoét sâu tạo hàm ếch. Xã cũng có nắm bắt theo cái phản ánh của người dân cũng như đồng biên phòng. Thì nội dung này thì ủy ban xã đã kiểm tra và trong thời gian đến thì sẽ có cái báo cáo để gửi huyện và có cái đề nghị các cấp xem xét để có cái đầu tư lâu dài cho cái bờ biển này. Để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người dân địa phương cũng như an toàn cho các công trình quốc phòng an ninh và phát triển công nghiệp ở khu kinh tế Dung Quất của tỉnh Quảng Ngãi, mong rằng chính quyền các cấp sớm có giải pháp bố trí kinh phí để xây dựng đê kè biển an toàn tại các khu vực này. Tại khu vực bờ sông Minh đoạn qua địa phận tổ dân phố Hầu Đền ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vừa bất ngờ xảy ra sạt lở đất đá và cây cối với chiều dài là khoảng 30-50m và chiều rộng thì khoảng 10m. Theo ghi nhận tại hiện trường dọc bờ sông Minh, có nhiều khối đất đá cây cối đã bị cuốn sạt lở, bật gốc, đổ sập xuống lòng sông. Khu vực xung quanh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, ăn sâu vào bên trong và có nguy cơ tiếp tục sạt lở phức tạp, nguy hiểm. Sạt lở gây ảnh hưởng đến một số hạng mục công trình thuộc di tích lịch sử văn hóa Đền Cả, hay còn gọi là Dinh Đô Quan Hoàng Mười. Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, phương tiện đến hiện trường nhanh chóng di dời một số hạng mục công trình và cây cối đến vị trí khác nhằm tránh nguy cơ bị đổ sập xuống lòng sông. Đồng thời tiến hành căng dây, lập các biển cảnh báo, cắt cử người trực gác xung quanh khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, cấm người dân và các phương tiện đến gần để đảm bảo an toàn. Hiện chính quyền địa phương và ngành chức năng đang tiếp tục kiểm tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng sạt lở để đề xuất lên cấp trên sớm có các phương án ứng phó, khắc phục triệt để sạt lở lan rộng, đảm bảo an toàn hành lang tuyến đê La Giang và khu vực di tích, đường giao thông ở gần đó. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, bước vào vụ thu hoạch mía năm nay, nông dân tỉnh Phú Yên rất phấn khởi vì mía đạt năng suất cao cả về sản lượng và trữ lượng đường. Cùng với đó, các nhà máy đường trên địa bàn lại thu mua mía với giá cao, ổn định. Ghi nhận của công tác viên chương trình tại Phú Yên. Huyện Sông Hinh có khoảng 6.500 hectare trồng mía, trong đó có nhiều diện tích vừa mới cải tạo, chuyển đổi từ cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía. Nhờ chọn các cây giống mía phù hợp, cùng việc áp dụng kỹ thuật canh tác mới nên năm nay cây mía đạt năng suất cao từ 80 tới 90 tấn một hecta. Trong mấy năm gần đây thì là cái giá đường là ổn định, cho nên là vấn đề mà cái giá thu mua mía là trong của các cái nhà máy là tương đối tốt, cho nên bà con cũng là rất là tin tưởng và là tập trung đầu tư và phát triển cái vùng mía. Thì chúng tôi tin tưởng chắc chắn năm nay là bà con sẽ có cái thu nhập mía là từ 5 đến 70 triệu đồng trên 1 hecta. Năm nay, cả 4 nhà máy đường trên địa bàn tỉnh Phú Yên đều đã bước vào sản xuất. Đa phụ các nhà máy thu mua mía đạt 10 chữ đường với giá 1 triệu 230 ngàn đồng trên 1 tấn. Cộng thêm các khoản thưởng khác, giá mía cao nhất đạt mức 1 triệu 350 ngàn đồng 1 tấn. Các nhà máy đường cũng chú trọng liên kết sản xuất với nông dân để đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu mía ổn định, bền vững. Hỗ trợ cho bà con về hệ thống nước tưới nước, rồi trồng máy, rồi trồng mía bằng máy, thì áp dụng những cái công nghệ mới và những cái khoa học kỹ thuật mới để cho bà con áp dụng vào, vừa giảm cái chi phí nhân công nhưng mà vừa tăng được năng suất và chất lượng mía. Vụ mía này toàn tỉnh Phú Yên trồng gần 25.000 hecta mía, tập trung tại các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa, Phú Hòa, Đồng Xuân, Tây Hòa, Tuy An và thị xã Sông Cầu. So với niên vụ trước, diện tích trồng mía trong niên vụ này tăng hơn 2.700 hecta. Năm nay, nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, ít mưa bão nên cây mía phát triển tốt, cho trữ đường cao khi thu hoạch. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến Thái Bình để khám phá mô hình trồng rau má thủy canh của anh Tạ Hữu Huấn ở xã Hòa Bình, huyện Kiến Sương. Từ khu vườn diện tích 2.000m², anh Huấn áp dụng trồng theo mô hình công nghệ cao đã mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng mỗi tháng. Để tăng chất lượng, sản lượng, anh Huấn áp dụng công nghệ cao và quá trình thuần dưỡng và chăm sóc cây rau má thủy canh. Anh Huấn chia sẻ, toàn bộ nhà màng được hoạt động theo quy trình tự động,
Khi nhiệt độ nắng quá hay môi trường bị khô, hanh thì hệ thống cắt nắng sẽ kéo ra, kết hợp với quạt tản nhiệt và phun sương. Sau đó khoảng 10 đến 15 phút, nhiệt độ nhà màng sẽ giảm 8 đến 10 độ. Hàng ngày cần kiểm soát dinh dưỡng cho cây rau má thủy canh bằng máy đo chuyên dụng. Anh Huấn cho biết, ưu điểm của trồng rau má thủy canh là tiết kiệm được diện tích, dễ quản lý dịch bệnh, thu hoạch nhanh, ít tốn công chăm sóc. Cũng theo anh Huấn, trồng rau má thủy canh cho năng suất rất cao, hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với rau má đất. Với quy mô 2.000 m2 nhà lưới, trồng số lượng từ 25.000 cho đến 28.000 rọ rau, cho thu hoạch khoảng 350 kg rau má tươi mỗi ngày. Một cây rau má trưởng thành sẽ thu hoạch toàn bộ phần thân lá trên, để lại phần gốc, chăm sóc khoảng 12 đến 15 ngày sẽ phát triển lại và tiếp tục thu hoạch. Hiện tại anh Huấn đang cung cấp ra thị trường hai sản phẩm chính là rau má tươi và bột rau má, mang lại doanh thu khoảng 400 triệu đồng một tháng và lãi gần 200 triệu đồng một tháng. Thưa quý vị, nhờ có sứa mà ngư dân trên vùng biển Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh hiện có thể may mắn kiếm được hơn 20 triệu đồng một ngày. Chính vì màu trắng của con sứa trên biển và giá trị kinh tế cao cho mỗi ngư dân, người lao động nên người dân ở đây gọi là vàng trắng của biển. Mùa sứa Cô Tô thường bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 4 hàng năm. Vụ sứa năm nay đến sớm hơn mọi năm một tháng. Từ những ngày cuối năm 2023, hoạt động đánh bắt chế biến sứa đã hoạt động trở lại. Ông Lê Bá Tùng, chủ một xưởng sứa tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô cho biết, năm nay đã có tàu đặt kỷ lục về số lượng sứa qua một chuyến đánh bắt, trong vòng một ngày đạt hơn 2.000 con sứa. Với giá 12.000 đồng một con, một chuyến đi biển thu về hơn 20 triệu đồng. Huyện Cô Tô có 11 xưởng chế biến sứa tại thị trấn Cô Tô, xã Thanh Lân. Những ngày này, các xưởng chế biến sứa đang rất nhộn nhịp. Khi vào vụ cao điểm sẽ có hơn 10.000 người tham gia các công đoạn chế biến sứa. Chế biến sứa là công việc mới bắt đầu từ những năm 2010 khi thương lái nước ngoài đặt mua sản phẩm sứa ướp muối. Để có sản phẩm sứa ướp muối thì công nhân sẽ phân loại sứa theo bộ phận của con sứa, sau đó cho vào bể quay hết nhớt và ướp muối. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, sản lượng chế biến sứa biển liên vụ năm 2022-2023 ước đạt 220.000 thùng và doanh thu ước đạt khoảng 44 tỷ đồng. Huyện Cô Tô cũng đã ban hành nghị quyết về việc phê duyệt danh mục sản phẩm lợi thế ở huyện Cô Tô từ năm 2020 cho đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Và hiện sản phẩm sứa ăn liền đã hoàn thiện nhãn mác, bao bì và ý tưởng sản phẩm để trình Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh xem xét phê duyệt đưa vào chương trình mỗi xã phường một sản phẩm. Phần tin thế giới gây chú ý. Trong thời tiết giá lạnh mùa đông, những con khỉ tại trung tâm nuôi dưỡng khỉ ở tỉnh Aichi của Nhật Bản được cho sưởi ấm bởi một đống lửa. Truyền thống đốt lửa cho khỉ sưởi ấm này đã được các nhân viên tại đây duy trì trong hơn 60 năm qua. Những hình ảnh được ghi lại tại trung tâm nuôi dưỡng khỉ Nhật Bản ở thành phố Inuyama, tỉnh Aichi cho thấy nhiều con khỉ đang cảm thấy thích thú khi cơ thể được sưởi ấm trong lúc quây quần bên đống lửa. Không chỉ vậy, chúng còn được thưởng thức món khoai tây nướng mà các nhân viên của trung tâm chuẩn bị sẵn. Theo các nhân viên tại đây, những đống lửa như thế sẽ được đốt vào ngày Đông Chí 22 tháng 12, 3 ngày Tết mừng năm mới và các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tuần từ nay cho đến cuối tháng 1 năm 2024. Sự kiện thường niên này được cho là bắt đầu vào năm 1959 khi các nhân viên của trung tâm này gom nhặt những thân cây gãy đổ do gió bão rồi đốt thành một đống lửa để sưởi ấm. Những con khỉ cũng đến gần đống lửa để sưởi ấm tránh rét. Kể từ đó cho đến nay, các nhân viên tại đây đã duy trì truyền thống đốt lửa trong một số ngày nhất định để giúp chúng cảm thấy ấm áp hơn trong cái lạnh mùa đông. Trong phần tiếp theo của 24 giờ chuyển động, cán bộ hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh bị bắt trong vụ đại úy cảnh sát cầm đầu đường dây buôn lậu. Trước mục chuyên kèo mới, cổng đẹp rau xanh thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng tại Lào Cai. Chuyên mục Cà phê không đường sẽ tiếp tục chương trình với một câu chuyện đáng buồn liên quan đến hãng phim truyện Việt Nam. Thưa quý vị, hãng phim truyện Việt Nam bắt đầu cổ phần hóa từ năm 2016.
Trong gần 8 năm qua, quá trình cổ phần hóa hãng phim có rất nhiều lùm xùm, rắc rối bủa vây. Vâng ạ, không chỉ khiến cho một biểu tượng của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam trở thành khu đất hoang phế, mà còn khiến cho một thế hệ đạo diễn đang ở độ chín về nghề nhưng không có việc làm. Dù đã có nhiều chỉ đạo từ các cơ quan chức năng, nhưng cảnh hoang tàn ở nơi đây không biết đến bao giờ mới chấm dứt. 8 năm sau ngày cổ phần hóa, biểu tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam một thời giờ là khung cảnh tiêu điều thế này. Hai thiết bị làm mát cho khu lưu trữ 300 cuốn phim của hãng từ ngày đầu thành lập, nay đã ngừng hoạt động. Đồng nghĩa, bản gốc của những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam sẽ móc, hỏng không thể phục hồi. Những người làm điện ảnh thì chắc chắn không bao giờ dám ngưng như này. Vì nó là sự sống của cả một cái danh chính của một cái hãng, truyền thống của một cái hãng. Bộ Văn hóa cũng làm việc với Viện Tư liệu và câu trả lời thì tôi cho là nó không đầy đủ, không thỏa đáng. Hãng bao giờ cũng giữ những cái bản tốt nhất là bản 4 và bản 5. Viện Tư liệu đâu có chức năng phát hành mà họ lại giữ những cái bản tốt. Xót xa nhưng bất lực. Đó là cảm xúc của hàng trăm nghệ sĩ đã gắn bó với hãng hơn nửa thế kỷ. Từ biểu tượng của điện ảnh Việt Nam một thời với hàng trăm con người, nay cổ phần hóa chỉ còn 30 người. Công việc mỗi ngày đến cơ quan chỉ là ngồi chơi và uống trà đá. Không có bất cứ một cái việc gì, dự án gì hãng phim cả. Chúng tôi lên đây nó như một thói quen để chúng tôi gặp gỡ, giao lưu và chúng tôi trao đổi thông tin. Đấy, nếu như ai có thể hỗ trợ được gì cho nhau, cho đồng nghiệp của mình thì hỗ trợ thôi. Đấy, thì công việc của tôi lên đây như vậy và nhìn vào hoài niệm đó mà. Năm 2018, Thanh tra Chính phủ đã kết luận quá trình cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam có rất nhiều sai phạm. Nguyên nhân đẩy hãng phim rơi vào cảnh hoang tàn như hiện nay. Tiếp đó, nhiều chỉ đạo, nhiều cuộc họp yêu cầu giải quyết dứt điểm những sai phạm này. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục nhắc sự việc tại hội nghị tổng kết của ngành văn hóa năm 2023. Thế nhưng đã nhiều năm, chẳng ai còn lạc quan để tin vào một phép màu nào nữa. Một thế hệ đạo diễn trẻ và tài năng ngồi chơi, một kho phim bị bóc hỏng, một trụ sở hoang phế. Tiếp theo sau đây là phần tin nóng, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và ra lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng, hiện đang là công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 thành phố Hồ Chí Minh về tội buôn lậu. Bị can Vũ Xuân Đồng bị cáo buộc có vai trò giúp sức cho đối tượng Hoàng Duy Tiến, 37 tuổi, cựu cán bộ đội 7 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu Công an thành phố Hồ Chí Minh, buôn lậu 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 9 năm 2019 đến ngày 24 tháng 5 năm 2021, lợi dụng quyết định 18 năm 2019 của Thủ tướng, Hoàng Duy Tiến và đồng bọn đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt về Việt Nam 1.280 container hàng có tổng trị giá hơn 211 tỷ đồng. Các đối tượng móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định khống, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam, thu lợi bất chính đặc biệt lớn. Ngày 15 tháng 1 năm 2024, xe tải chở ga mang biển kiểm soát 51D-32760 lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Đồng Nai. Khi vừa qua khỏi nút giao thông Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, thì xe này bất ngờ tông vào đuôi xe container đang dừng đậu phía trước. Cú tông mạnh làm đầu xe tải bị hư hỏng nặng, tài xế bị mắc kẹt bên trong cabin. Phát hiện, nhiều người dân xung quanh đã chạy đến dùng xà beng cậy cửa xe tải để giải cứu tài xế. Gần 30 phút sau, năm tài xế mới được đưa ra ngoài trong tình trạng bị thương ở chân và vùng đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Một vụ tai nạn giao thông khác xảy ra vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 2024 trên đường DT743, đoạn gần ngã 6 An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thông tin ban đầu, xe tải đang lưu thông trên đường DT743 hướng từ khu công nghiệp Sóng Thần đi thành phố Tân Uyên. Khi lưu thông đến đoạn đường trên thì chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm vào giải phân cách. Sau khi va chạm, xe tải tiếp tục hút văng ô tô 7 chỗ đang lưu thông phía trước và lật ngang giữa đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm người đi đường hoảng hốt và khiến cả hai phương tiện đều bị hư hỏng nặng. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Thưa quý vị, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai đã chủ động sáng tạo trong việc triển khai các phong trào thi đua, điển hình như là phong trào dịch rào, hiến đất hay là cuộc thi cổng đẹp rào xanh. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, bảo vệ môi trường, vì Nghĩa Đô xanh, sạch, đẹp trong lòng của du khách. Cổng đẹp, rào xanh, đây là phong trào rất sáng tạo mà xã Nghĩa Đô muốn lan tỏa nhằm để tạo những cảnh quan thân thiện với môi trường, góp phần phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương. Chuyên mục Chuyện Ngày Mới hôm nay mời quý vị cùng đến Lào Cai để khám phá cuộc thi mang ý nghĩa thiết thực này nhé. Tiên phong tham gia cuộc thi cổng đẹp rào xanh, bức tường rào bằng gạch đã được gia đình ông Nguyễn Văn Bốn thay thế bằng vật liệu tre nứa. Cổng ốp gỗ có mái che lợp bằng lá cọ, vừa tạo cảnh quan thân thiện với môi trường, vừa phù hợp với bản sắc văn hóa địa phương. Được chuyên gia tư vấn hướng dẫn chỉnh trang lại cổng và hàng rào, tôi cũng vận động gia đình là sửa lại cổng và nắn lại cái tường rào cho nó thẳng. Là đã làm xong thì nhìn cái cổng cũng rất đẹp và thân thiện với môi trường. Dự định đón khách lưu trú trong năm 2024, gia đình anh Hoàng Hải Hà đã có sự chuẩn bị khá kỹ như cải tạo, chỉnh trang lại nếp nhà sàn, vườn tược, trồng thêm hoa, cây xanh. Đặc biệt anh Hà cũng đã bắt tay vào làm cổng đẹp rào xanh. Bê tông hóa thì xung quanh cái tường rào thì không phù hợp với cảnh quan và phong tục tập quán của địa phương. Làm lại cái tường rào để phù hợp với cảnh quan môi trường cũng như tạo những hành lang để đảm bảo an toàn giao thông. Với sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhất là sự hưởng ứng của nhân dân trong phong trào cổng đẹp rào xanh ở Nghĩa Đô đang lan tỏa rộng khắp. Vì một Nghĩa Đô xanh trong tương lai, bà con đã tự nguyện dỡ bỏ tường rào cũ, làm cổng hàng rào bằng cây xanh, vật liệu thân thiện với môi trường, tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch. Làm lần đầu chúng tôi mới hạn chế ở cái mức 15 độ làm thí điểm để làm đâu nó gọn đó và là những cái mô hình mẫu để cho các hộ sau làm theo. Chúng tôi sẽ tổ chức 3 tháng một lần và với 1.200 hộ đó thì chúng tôi ước trong khoảng 2 năm cơ bản đến 80% sẽ hoàn thiện cái mô hình này. Cái diện mạo Nghĩa Đô nó sẽ thay đổi xứng đáng cái điểm du lịch của tỉnh. Thông qua cuộc thi cổng đẹp rào xanh, đã cho thấy sự quyết tâm của xã Nghĩa Đô trong việc bảo vệ môi trường, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Toàn xã Nghĩa Đô hiện có khoảng 1.000 hộ dân đang giữ được nếp nhà sàn truyền thống của người Tày, cùng với nhiều bản sắc văn hóa độc đáo, có phần thiết thực phát triển du lịch cộng đồng bền vững. Trong không khí hối hả của ngày cuối năm, bà con các dân tộc xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên của tỉnh Lào Cai cùng nhau thi đua trang trí vòm cổng chào đầy hoa văn sáng tạo, những hàng rào uốn lượn quanh nếp nhà sàn truyền thống bằng tay nghề khéo léo và vật liệu tự nhiên có sẵn quanh vườn nhà. Không còn bóng dáng của những bức tường bê tông xám xịt khiến cho màu xanh ở Nghĩa Đô giờ đây đã trải dài hơn và miên man hơn. Trong xu thế hiện đại, nhiều cổng nhà đường quê đã được bê tông hóa, nhưng ở nhiều thôn quê của tỉnh Lào Cai vẫn có những cổng nhà tường rào xanh tạo nên một nét đẹp xanh mát của vùng nông thôn mới. Và thưa quý vị, câu chuyện ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng của chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Một lần nữa, Phúc Ân và Đào Duy xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ 30 phút mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ cho phép chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.